Chào các bạn, tất cả các bạn. Hôm nay tiếng Trung.vn sẽ hướng dẫn các bạn bài 7, giáo trình Hán ngữ 1. Bây giờ các bạn luyện qua phần từ mới cùng với mình. Phần từ mới nằm trong 50. Bạn luyện cùng mình nhé. Chỉnh quân, quay xịn, xịn, chạo, mính trự, nả, cúa, trung cúa, mẩy cúa, phả cúa, in cúa, tứa cúa, rư bẩn cúa, xuế xí, xuế, khan trự, pha yên, trang tung. Ở đây nó có một từ choan bính, tức là danh từ riêng. Sau đó thì các bạn sẽ quay về đọc bài khóa và dịch bài khóa sang tiếng Việt cho tôi. Đó là việc của các bạn. Nhưng mà sau khi các bạn đã tự làm, các bạn sẽ xem lại so với đáp án mà tôi làm. Nếu mà nó trùng nhau là các bạn ok. Các bạn làm bắt đầu đọc cùng với tôi theo đáp án của tôi ha. Chỉnh quân, nín quây sinh, xin hỏi ông họ gì? Bộ sinh trang, tôi họ Trương. Nì treo sớm mà mính trự, bạn tên gì? Bộ treo trăng tung, tôi tên Trương Đông. Nì sư nảo của đấn, bạn là người nước nào? Bộ sư trung của đấn, tôi là người Trung Quốc. Nì sư nả của đấn, bạn là người nước nào? Bộ sư mẩy của đấn, tôi là người Mỹ. Nì sư xí sâm mơ, bạn học tập cái gì? Bộ sư xí khan ủy, tôi học tập tiếng Hán. Khan ủy nán mà, tiếng Hán khó không? Khan sự khẩn nán, chữ Hán rất khó. Phai in bú thai nán, phát âm không quá khó. Quay lại phần từ mới. Mỗi một từ là các bạn phải đặt ra cho tôi 20 câu. Chỉnh quân nín quây sinh, chỉnh quân nì chu chai nả, vân vân và vân vân. Mẩy cúa chẳng hạn. Ủa sức mẩy của đấn, nì sức mẩy của đấn ma, ví dụ như thế. Sau đó các bạn chuyển sang phần chú thích cho tôi. Ở đây họ nói đến họ tên của người Tàu, cũng họ trước tên sau giống người Việt mình, nhưng ở giữa có thể có thêm tên đệm giống như người Việt. Các bạn cùng đọc nhé. Quáng quẩy cúa, vương vĩ quốc, trang tung, trương đông, thén phang, điền phương. Quây sinh, nín quây sinh là ông họ gì? Câu này dành cho người tuổi to hơn và chức vụ to hơn ạ. Còn nếu người tuổi nhỏ, chức vụ nhỏ hơn, ta dùng từ khác, câu khác, nì sinh sầm ợ. Và câu trả lời là chúng ta chỉ có mẫu đó là ủa sinh. Ví dụ tôi họ Phạm, ủa sinh Phan. Bạn họ Nguyễn, ủa sinh Đoàn. Ví dụ thế. Câu kế tiếp của nó sẽ là câu hỏi nì treo sớm âm ính chữ, bạn tên là gì? Ủa treo Phan Giáng Châu, tôi tên là Phạm Dư Hương. Bây giờ các bạn chuyển sang trang 52, luyện cùng với tôi phần ngữ âm. Tà xuế, tà xuế, xuế xí, xuế chi, inh ủy, in duệ, phá ủy, phan y, rư ủy, ly ủy, yên chiểu, yến chiêu, chỉnh chư, chỉnh khưa, chỉnh thinh, chỉnh xua, khẩn nán, khẩn máng, khẩn khúng, khẩn thống, khấn lỏng, khấn khửa, mấy hạo, xấu bẹo. Hai chữ V đi nhau, chữ V thứ nhất đọc thành dấu sắc. Khẩn tạ, ủa phạ, khẩn man, khẩn ưa, hảo ma, xẻo ma, lả tơ, sạc lỡ, chua chữ, tua sạc, tua mở, chinh chủ, lén khoai, chán mận, má phạn, mính chữ, tủng ma, lẩm ma, trần mơ, noạn khua, quầy là thung khoai, tai phụ, thai tu, phê chi, sinh chi, cung chinh, cà phê, xin uấn, giao chiếu, chinh nén, khơ xế, căng tỷ, khây bản, thinh xiện, cung lì, phan y, thiên chi, cam trịnh, cao sinh. Tham ân siêu si, tung si, xeo si. Trả lời câu hỏi, các bạn phải tự đọc câu hỏi và tự trả lời, tự dịch sang tiếng Việt. Còn nếu không làm được, đề đáp án của tôi. Nỉ treo sớm mình chữ, bạn tên là gì? Ủa treo Phan Giáng Châu, tôi tên là Phạm Dương Châu. Nỉ sư nả của đấn, bạn là người nước nào? Ủa sư huê nán đấn, tôi là người Việt Nam. Nỉ xuế xí sớm mơ, bạn học tập cái gì? Ủa xuế xí khan ủy. Khan ủy nán ma, tiếng Hán khó không? Khan ủy phú thai nán, tiếng Hán không quá khó. Chúng ta sang phần hoàn thành hội thoại. Các bạn phải tự làm được, còn không làm được thì đây là đáp án của tôi. Nín quây sinh của sinh trang, nì treo sớm mơ mính trự của treo trang tung, nì sư nả của đấn của sư trung của đấn, nì suy xí sớm mơ của suy xí khan ủy, khan ủy nán ma, phai in bú thai nán, khan sự pu đúng nghi, phai in là phát âm bú thai nán, khan sự chữ Hán, pu đúng nghi không hề dễ. Sau phần nhận biết tôi đọc chữ Hán, các bạn phải đọc lên và dịch sang tiếng Việt được. Còn nếu không làm được, tôi sẽ giúp các bạn. Đây là đáp án. Ủa treo mai khựa, ủa sư mẩy của đấn, ủa xuế xí khan ủy, khan ủy tờ phai in bú thai nán, khan sự khẩn nán, tha treo trang tung, tha sư trung của đấn, tha xuế xí in ủy. Hội thoại tiếp các bạn đọc lên và dịch sang tiếng Việt được. Còn đây là đáp án của tôi. Nó phải đến sau, các bạn phải tự làm trước, sau đó mới nhờ đến tôi. Quy sinh, họ gì? Ủa sinh quán, tôi họ Vương. Ủa treo quán quẩy của tôi tên là Vương Vị Quốc. Nì treo sớm mà mình chữ, bạn tên gì? Ủa treo mai khựa, tôi tên là Michael. Các bạn sang trang 54. Tha sư xuấy, anh ta là ai? Tha sư quáng lão sư, ông ta là thầy giáo Vương. Ở trong Mai Khựa, tôi tên là Michael.
sư mày của đấn, tôi là người Mỹ. Ở sư liễu xế sâm, tôi là lưu sinh. Nì sư nào của đấn, bạn là người nước nào? Ở sư chung của đấn. Trên đây tôi vừa hướng dẫn cho các bạn bài 7 của giáo trình Hán ngữ 1. Phần từ vựng thì các bạn phải lấy tay che chữ Hán chỉ để phần phiên âm trong phần từ mới phải viết lại. Nếu mà viết được là ok. Còn bài khóa thì chúng ta chỉ dựa vào phiên âm thôi, che cái phần chữ Hán lại mà chúng ta viết được thì coi như phần viết của chúng ta tương đối tốt. Còn phần nghe nói thì giống như tôi nói đấy, phải đặt câu với từng từ đó và viết một cái topic có liên quan đến cái bài vừa rồi chúng ta học. Ví dụ như bài vừa rồi chúng ta học đó là liên quan đến học tập tiếng Hán thì có cái chủ đề mà tôi hướng dẫn đi cùng, thì các bạn phải tự đứng trước gương mà nói cái chủ đề đấy xem có giống tôi không. Nếu không giống thì chúng ta phải chỉnh lại thôi. Tiếng Trung.vn chúc bạn học tiếng Trung thành công.